vị tự đặt câu hỏi ra nhé. Trong cái nhóm gọi là lựa nhân sĩ trí thức có giám mục Nguyễn Thái Hợp, giám mục Phao Câu Nguyễn Thái Hợp, có thằng Lê Quốc Thăng, cái thằng mà Ly có hình như ít Ly có hai clip nói về cha này nè. Nó tuyên bố trong cái buổi lễ nó giảng trên nhà thờ rằng là chế độ của mấy người đã lung lay lắm rồi, mấy người biết mà. Nó nói vậy luôn, nó nguyên văn đi, còn nhớ câu nói đó đó nha quý vị. Quý vị cứ kéo kênh Trần Ly ngược lên cái điện thoại đi, quý vị sẽ thấy linh mục Lê Quốc Thăng nó cũng ở trong cái nhóm chung với lại ông Nguyễn Minh Thuyết này nè, cái nhóm mà gửi thư ngỏ lên yêu cầu nhà nước ta bỏ điều 4 hiến pháp á. Mà điều 4 hiến pháp là gì? Là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thế quý vị thấy họ khôn không? Ngày xưa ai đánh đuổi giặc Pháp quý vị? Những cái lúc mà nước ta ở trong cái tình thế nghìn cân treo sợi tóc, rõ ràng quý vị có nhớ là có những lúc Bác Hồ là bệnh mà tưởng chừng như không qua khỏi, mà những người như là Bác Giáp, Bác Đồng vân vân hết sức là lo lo, bởi vì bây giờ tình cảnh đất nước đang ở một cái gọi là nghìn cân treo sợi tóc, mà cái người mà có uy tín nhất, có khả năng nhất để cứu nước, mà nếu Bác có chuyện gì thì sao đây, mất nước luôn á, không đủ, không ai đủ uy tín để mà lãnh đạo hết á. Mà rồi cái cần đánh đuổi được giặc Pháp khổ sở như thế nào quý vị, tốn bao nhiêu máu như nào, nhất là những cái lực lượng mà cái tỉnh mà Thanh Hóa, Thanh Nghệ tỉnh, mà kể cả người dân ông bà già hay đứa con nít trên các cô các bà cũng trở thành những cái xe thồ để gánh gạo gánh đồ lên cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Quý vị thấy rồi, trong nhà đi có bao nhiêu gì là bấy nhiêu gì đi làm dân công hỏa tuyến hết. Bây giờ về có đồng nào trợ cấp đâu, bởi vì cái đó là nếu bây giờ mà trả trợ cấp cho những người đó, trả hết luôn á, hầu như toàn bộ dân tộc Việt Nam dồn sức mình vào cho cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Rồi quý vị nhớ giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, 2 triệu người chết đói, hơn 95 dân số mù chữ, tiền trong ngân khố thì không, gọi là gần như là chỉ có mỗi cái mấy đồng tiền rách. Rồi vừa đánh đuổi giặc Pháp xong, tuyên bố độc lập xong, thì quân Anh nó lấy cớ nó đến giải giáp quân Nhật, nó cho Pháp vào bên ngoài. Bắc thì quân Tưởng một cái lũ quân ô hợp nó tiến ầm ầm tới, đến nỗi Bác Hồ đi nhớ hình như trong giai đoạn này đi đọc được ở đâu đó, nói là để gì để cái gì mà để đuổi được quân Tưởng thì có phải ăn cướp ấy, tôi cũng làm đó. Đó quý vị, chắc Ly nói câu này quý vị nhớ, mới lại nói là Bác Hồ nói câu là đuổi quân Tưởng mà nó mà tới được rồi á, cả ngàn năm chưa đuổi được nó, cho nên quý vị nhớ ngoài Bắc thì Tưởng kéo vào, trong Nam thì quân Pháp núp bóng quân Anh vào, rồi bắt đầu ta lại làm tiếp 9 năm kháng chiến Điện Biên nữa. Rồi vừa kháng chiến Điện Biên xong, bây giờ ở trong cái tình thế Việt Nam bị các cường quốc nó đưa lên bàn, nó lên nó mặc cả để kiếm lợi cho nó. Rồi giữa vĩ tuyến 13, 17 cuối cùng mà cả cờ cò kéo hồi được ta lấy vĩ tuyến 17 làm cái ranh giới tạm thời, để sau đó là tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng Mỹ nó biết, nó làm bầu cử thử luôn nhé quý vị, nó cho tổ chức bầu cử thử thì nó thấy hơn 80% dân số bầu cho Bác Hồ, thôi thì phải phá bỏ cái này thôi chứ. Cho nên trước đó nó tính rồi, nó không ký, Mỹ là trong phe đồng minh không ký vào cái hiệp định để sau này vi phạm mà không bị lên án. Tôi đâu có ký đâu mà tôi phải tôn trọng cái hiệp định đó. Thế rồi nó đưa Ngô Đình Diệm về, rồi bắt đầu lại tiếp tục 20 mấy năm kháng chiến chống Mỹ, rồi 20 năm cấm vận, rồi biên giới Tây Bắc, biên giới Tây Nam. Nếu như nha quý vị, Ly nói thẳng, trước khi mà nước ta tuyên bố độc lập, có biết bao nhiêu đảng phái, biết bao nhiêu tổ chức yêu nước, họ cũng yêu nước,
họ cũng muốn đánh đuổi ngoại xâm, nhưng không một cái tổ chức nào thành công ngoài cái lực lượng dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Rồi bây giờ đánh đuổi cuộc chiến biên giới phía Bắc, rồi biên giới phía Nam. Chưa hết quý vị, cái đặc biệt cái lực lượng phản động trong và ngoài nước nó cài lại để nó thực hiện cái vấn đề hậu chiến. Ngay cả trong cái vấn đề mà đưa 24.000 con lai ra Mỹ thì Ly theo dõi người ta cũng nói là để thực hiện mục đích đưa những người con lai ra nước Mỹ ấy, nó có được hai cái lợi. Thứ nhất là nước Mỹ được cái tiếng là nhân đạo. Thứ hai á, là được là sẽ phục vụ cho vấn đề hậu chiến, dùng chính những đứa con lai đó đó. À, thế rồi bắt đầu là quý vị biết à, rồi cái vấn đề quý vị nhớ gõ lên cái gọi là vụ án nhà thờ Vinh Sơn này. Đó, quý vị nhớ nó cài lại cái bọn phản động, bọn chiên chó nó cài lại nè. Gọi là những cái năm đó rất là khó khăn rồi, ngay cả những cái nơi được gọi là Hiệp Bá Đạo, kể với Ly nè. Hiệp Bá Đạo đấy, ngày xưa Hiệp Bá Đạo sinh năm 80 mà nói lúc đấy ở trong Nam á, mà vũ khí của Việt Nam Cộng Hòa nó giấu lại nhiều lắm. Cứ bắt gặp được vũ khí nó chôn giấu ở đâu đấy để nó sẽ có cơ hội nó vùng lên nữa quý vị nhá. Chưa. Rồi còn dây nữa nè. Quý vị nhớ lại cái vụ mà có cái cô ở Kiên Giang cô từng kể không? Những anh bộ đội ở ngoài Bắc vô đây. À, lúc đấy là đóng quân ở đâu đấy thì cái bọn con chiên mà cũng Bắc năm tư nó nói là cha mẹ tụi tôi đã bỏ lại nhà cửa ruộng vườn ngoài cho mấy ông rồi, còn không ở ngoài, còn vô đây, còn theo vô đây để chi nữa. Đại khái là họ đã sợ cộng sản, họ vô Nam rồi còn vô tiếp trong Nam làm chi nữa. Nói chung những anh bộ đội cũng phải nhẫn nhịn, tức là gọi là người ta có một kỷ luật rất cao, chứ nếu không á điên tiết lên nào lia một phát thì lại tiếp tục cái cứ suốt ngày ăn rồi chính phủ phải đi giải quyết những cái mà gọi là giữa dân và nhà thờ nó vậy đó quý vị. Đó, tiếp tục chưa, quý vị nhớ lại cái lực lượng Hoàng Cơ Minh mà mặt trận Việt Tân, mà bây giờ anh Nguyễn Thanh Tú con trai Đạm Phong đang thưa kiện đó, là cái lực lượng phản động Việt Tân đấy, nó tổ chức rầm rộ người, nó tuyển người, nó đưa đi ra nước ngoài huấn luyện đào tạo, rồi nó đưa nó cho về, nào là nó đưa về Việt Nam 3 đợt, đặt tên là Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3, đưa về hàng chục tấn vũ khí, đi về qua Thái Lan, qua Campuchia, về Cà Mau vân vân. Thế mà ta đó, đâu phải là ta bị động đó quý vị, kiểu gì mà nó rất là bí mật như vậy, mà cuối cùng á là về, nó đưa về người, đưa về ban đêm, nó dùng mật mã, nó đánh tín hiệu mật mã nào kia, rồi cuối cùng là về ông nào hốt sạch ông đấy. Ly nó đi đọc hết cái cuộc mà bắt cái vụ mà Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3 đăng ở trên sách hiếm quý vị. Ly đọc xong Ly mới nghiệm ra, Ly đã công nhận á, nhà nước ta hay thiệt nha. Hay ở đây á là không phải bắt, mà hay ở đây là ta có người ở đâu bên đó đó. Ta tức là cũng như hồi nãy đi nói, có phát hiện vài chục ông á, hai mặt á. Ta cũng có rất nhiều người trong cái lực lượng đu càng á, quý vị có thể dạy Ly nghĩ chắc chắn rồi. Cho nên mới biết hết những cái gọi là gì của họ, cho nên ta có phải ai giỏi. Cái chế độ này hay ở chỗ đó, hay để chi? Nếu không hay á mà ngơ ngơ ngó ngáo, nó lật đổ nhà nước ta lâu rồi thì dân là người khổ nhất quý vị, không ai khổ bằng dân. Cho nên á, một cái gì mà nó đe dọa đến cái nền an ninh quốc gia thì mọi người dân có nhiệm vụ phải là chú ý, và khi mà khẳng định rồi thì lên tiếng. Bây giờ trong cái gọi là này, họ vẫn cứ kích động người dân đòi đa nguyên đa đảng, đòi gì được biểu tình. Quý vị nghĩ coi, bây giờ biểu tình đấy,
Giờ cho biểu tình đi, biểu tình ở nước ngoài người ta là ở Anh biểu tình anh phải đăng ký, ví dụ ở Mỹ đấy, ngày mai anh quyết định biểu tình phải không, anh phải đăng ký anh biểu tình từ giờ nào đến giờ nào, số lượng bao nhiêu người tham gia đó, để chúng tôi còn biết, để chúng tôi còn là cho lực lượng là đến đó. Còn Việt Nam quý vị nhớ coi, bây giờ là có một cái, có bao nhiêu cái ấy mà bây giờ cho, như vừa rồi cái vụ ở gì Bình Thuận đó quý vị, hay vụ Formosa đó, nó cho, nhưng mà bây giờ nó cứ đòi những nó đòi trong cái nhóm trí thức này nè, nó đòi những cái đó, nó đòi đa nguyên đa đảng. Ở nước Mỹ đa nguyên đa đảng, ở trên thế giới chỉ còn 4 nước theo chế độ cộng sản, mà nếu quý vị so lấy bốn cái thể chế cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, 4 nước đang theo chế độ cộng sản không phải là nhất, nhưng mà có phải là nằm ở bét không? Không, chính những cái chế độ khác đang là bét. Việt Nam mình bây giờ đang, cũng như anh Hà nói, anh cảm nhận được những cái Việt Nam đang trên một cái thế là đang khởi sắc đi lên, và anh nghĩ 10 năm nữa là Việt Nam mình sẽ đổi khác rất nhiều. Chính anh Hà trong diễn đàn này mới hồi tối nói với Ly. Một cái nữa là Ly cũng hay nói với học trò mới thời sinh viên á quý vị. Thời sinh viên tuổi Ly á, là nhớ là cái ngày, có một cái ngày mà giờ quên mất tiêu rồi, cái ngày gọi là ngày bưu chính quốc tế, chờ đến cái ngày đó để viết thư trước đó cả tháng, đi xa nhà để viết cho ông bà, cho cha mẹ, cho anh chị em, cho cô, cho dì, cho chú, cho bác, cho bạn, cho bè, cho hàng xóm, mỗi người lá. Bình thường không dám gửi vì tốn mấy trăm tiền con tem, 500 con tem 200 đồng một cái phong bì, cho nên sinh viên phải tiết kiệm tối đa. Thôi thì viết chung lá gửi hỏi thăm hết. Nhưng mà bây giờ cái ngày bưu chính quốc tế là tự nhiên ai gửi thư là được miễn phí. Thế là tụi Ly sinh viên là thôi viết trước đó cả tháng, hôm nay là viết cho dì lá, ngày mai viết cho dì kia lá, viết cho đứa bạn kia lá, viết cho đứa bạn kia lá. Tập trung hết ngày bưu chính quốc tế ra gửi để đỡ tốn tiền. Đó. Rồi sau đó thì bắt đầu là có được một cái nhà gần, là có cái điện thoại bàn, vì họ là tự nhiên thì họ có đó, họ làm chồng họ làm nghề tài xế, cho nên hay cái ông chủ xe hay kêu gọi, cho nên họ lắp cái điện thoại bàn. Thế là tụi Lê mới xin cái số của họ, mà phải được lòng mới xin được nha, được lòng cái ông bà chủ đó chứ không họ đâu cho, phiền mà. Xin cái số của họ gửi về ngoài quê á, để khi mà người ngoài quê có chuyện gì cần á, gọi điện vô. Mà gọi một phút là Ly nhớ nhầm là 3.000 bạc nha quý vị. Gọi phút 3.000 bạc. Rồi tụi Ly sang nghe xong cứ đưa 2.000, gọi là tiền nghe nha. Rồi đến sau đó là năm 2004, Ly có một cái điện thoại Nokia, là gọi là trường Ly duy nhất Ly có cái điện thoại Nokia. Mà Nokia mua được điện thoại rồi chứ mà nuôi nó còn mệt, bởi cứ phút gọi mấy ngàn bạc. Rồi tự nhiên đùng cái thấy có cái điện thoại quẹt, mà chỉ mới triệu mấy, 2 triệu rồi. Bây giờ quý vị thấy người dân sắm những cái điện thoại mấy chục triệu xài, mà không phải một cái, ngay cả cái bà bán rau mà chở ông đi xe ôm cũng có 1-2 cái điện thoại xài 2-3 sim. Rồi đấy là nói về điện thoại. Nói về cuộc sống thì Ly nói lúc sinh viên ăn uống rất là kham khổ, bởi vì là mỗi tháng là cho phép mình là ăn tối đa là 200.000 thôi. Lúc sinh viên cho phép mình ăn tối đa là 200.000, mà 200.000 là sang quá. Có đứa ăn tháng có 50, có đứa ăn tháng 100. Riêng tuổi Ly là không cao không thấp, ăn 150 mỗi tháng. Mấy đứa với nhau, ở với nhau là đi chợ về ghi ra, chia ra là nói 150 cũng đúng quý vị, 120 trong đó là tiền ăn, xà bông, dầu gội, sữa tắm, và tiền điện, tiền nước luôn, tiền dầu hôi luôn. Lúc đấy nấu cơm bằng cái bếp dầu đó quý vị nhé, mua dầu về chế vô nấu nhé, chứ không phải bếp ga nhé, bếp ga mini lúc đấy cũng là xa xỉ.
bếp ga thì sinh viên mà. Thế là mỗi đứa sắm một cái mỗi một 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 nhóm sắm một cái bếp dầu nấu hôi rừng ấy đó quý vị nhớ, rất là khổ. Mà bây giờ đất nước mới khoảng bao nhiêu năm ta, cứ cho 2003-95 mới hết ra cấm vận rồi phục hồi, rồi đến bây giờ quý vị nhớ có bao nhiêu, tính ra mới có 10 năm mà, hoặc ai xông xem cho 15 năm đi mà nó thay đổi một cách vượt bậc như vậy rồi. Đến bây giờ mới hôm qua Ly nói chuyện một anh rất giàu ở bên Mỹ ấy. Anh này rất là giàu, chủ một cái tiệm nail nè, với lại chủ một cái building cho mướn nè. Cái hôm chị Hằng đi xe siêu xe, anh nói anh cũng thích cái xe đó đó, tính mua cái xe giống bà Hằng, nhưng mà vợ anh ấy mua để chở gái à, nói vậy. Mà anh nói vậy nè quý vị, thì quý vị hiểu nhé. Anh nói là ở bên này á, nhìn về cuộc sống của Duy Nguyễn mà thèm. Duy Nguyễn không có phải là giàu, nếu mà so với anh đó giàu lắm, nhưng mà anh ở bên này làm gì có cuộc sống như Duy Nguyễn. Duy Nguyễn muốn ăn có người hầu đến tận răng, bên này không có, tự phải làm hết. Không phải là muốn ăn ngon, muốn ăn tươi có liền đó, là ở Mỹ nha quý vị. Ở Việt Nam hay nói một cách khác ngắn gọn là, nói nhiều rồi sợ lỡ miệng lộ ra, ở Việt Nam á, đừng có nói là cỡ Duy Nguyễn, chỉ cỡ Nhân Ly thôi. Bây giờ cũng thế, đâu có mình đâu á. Nhiều lúc nghĩ nó không biết giờ, không biết con người mình thèm ăn cái gì. Tại vì đâu có thấy thèm gì đâu. Đã, trường thì hầu như có liên hoan, liên đồ liên tục. Rồi đi ăn tiệc, ăn tùng bạn bè nó kia liên tục. Thậm chí bây giờ chỉ mong đừng có bị mời đi ăn nữa cơ. Mà Ly lắm phải là người mập, đi ốm tăng, ốm teo đó. Nhưng mà đi ăn rồi mệt nọ kia, chỉ thích ở nhà. Còn có những người bây giờ đối với họ, mời họ đi ăn giống như tra tấn. Có nhất là những người bị bệnh tiểu đường, bị bệnh gút, đi ăn đâu có đi ăn được gì đâu, mà phải đi thì cũng như tra tấn. Bởi vì bây giờ ăn uống ê hề ngập ra rồi. Giờ nhu cầu là gì? Đi du lịch, đi chơi, giải trí, mua sắm. Thì bây giờ đòi cái gì nữa? Mà cứ mấy cái thằng cha già này rảnh ăn rồi suốt ngày ra rà đầu độc cái bọn trẻ, cứ tưởng đa nguyên đa đảng là hay lắm. Rồi làm lũng đoạn, làm giáo dục, làm báo chí, làm văn nghệ, văn hóa. Quý vị thấy trong cái thời gian qua, quý vị thấy Ly nghĩ là chắc nó chui cao, chui sâu leo cao vô rồi. Ly muốn làm cái like này để mong rằng á, những ai mà ấy, cái không phải cái này, không phải là Ly, có thể nhiều người nói trời ơi ăn cơm ăn ấy ngồi nói chuyện đâu mấy cái chuyện đó để nhà nước lo. Rất nhiều người thứ nhất là cứ để nhà nước lo, với lại gì báo chính thống đăng, ông Bùi Tín là hình như là đại tá quân đội, và hình như là tổng cái gì phó tổng biên tập báo quân đội gì đó, ông Bùi Tín đó quý vị. Rồi đón gió trở cờ, rồi gì những cái ông mà đọc ở trong này có phải là toàn giáo sư tiến sĩ không, hay là bà Phạm Chi Lan. Thậm chí có người đấy, tôi một thời có cái em mà từng lên kênh Ly, em nói thiệt chỉ chứ bố em mà nói, bố em mất rồi, mà bố em là người đi đánh nhau ở bên Campuchia. Mà bố em nói là từng một thời ngưỡng phí công, từng một thời kính trọng bà Phạm Chi Lan vì thấy bà giản dị. Đó quý vị thấy đó. Cho nên đó, rồi nước Liên Xô sụp đổ vì ai? Có phải vì góp ba chóp không? Đó, tức là cái mà thế lực bên ngoài nó cài vào thì nó. Và một cái anh nữa, anh này cho đi giấu nghề nghiệp. Anh hỏi Ly này nè, anh trao đổi với Ly thường xuyên. Anh nói giờ em, tại vì những cái gì Ly cần nãy Ly nói cho anh. Anh ấy, em cứ yên tâm đi. Anh hỏi em này, bây giờ lực lượng nào có khả năng lật đổ chế độ? Ly lớp tóc trả lời, Công giáo. Anh nói sai rồi, đảng ta xác định chỉ có đảng mới lật đổ được đảng. Ly suy nghĩ hồi lên hết, đúng rồi,
Thế nhưng mà sau đó Ly cãi lại anh, nói không phải anh, đảng muốn lật đổ đảng thì phải có cái lực lượng mà nó mua chuộc, mà lực lượng mua chuộc là ai? Chính thằng Liên Xô sụp đổ là do ông Gorbachev. Nhưng mà bây giờ quý vị có thấy không, chính thằng Nam Nguyễn Ngọc Nam Phong hôm qua nó nói, mà cái này nó nói nhiều là Giáo Hoàng, cái việc mà Liên Xô Đông Âu sụp đổ là do Giáo Hoàng, Giáo Hoàng muốn là nó sụp đổ à. Cho nên là cái này nói đảng không cũng không được, nói nhà thờ không được, nó cấu kết quý vị, nó cấu kết, nó bỏ tiền, nó mua chuộc, nó chui cao, nó chui sâu leo cao đó quý vị nhớ nhé. Cho nên Ly rất là buồn, Ly buồn bởi vì cái bộ sách suốt mấy năm nay ăn rồi đi học thay sách không, mọi năm là chỉ tập trung vào chuyên môn sách ở đấy rồi. Quý vị nghĩ coi, một cái bộ sách đó, phương pháp đó người ta giải viết, người ta nhuần nhuyễn, rồi ngay cả phụ huynh ở nhà cũng thuận lợi bởi vì sách này mình học rồi, bây giờ mình hợp tác với nhà trường ở để mình cùng kèm cặp cho học sinh. Đằng này không, bây giờ cứ thay xoạch xoạch, thầy cô còn phải, thầy cô không đi tập huấn về không, cũng là giáo viên trong cái trường đó. Nhưng ai ví dụ như năm nay thay khối 1 và thay khối 6 đầu cấp thì giáo viên nào sẽ phải dạy khối 1 và khối 6 sẽ đi tập huấn, và những giáo viên dạy khối 2, khối 7 trở lên không đi tập huấn, bó tay. Vậy thì phụ huynh ở nhà còn bó hơn nữa nha. Vậy cuối cùng là làm cho gì? Không có sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình xã hội, và cuối cùng cái chất lượng nó kém đi thì ai chịu? Đất nước chịu, dân tộc chịu. Nó làm từ từ, nó làm từ từ, xói mòn từ từ đó quý vị. Hôm nay Ly chỉ có nhiêu đó Ly nói với quý vị vậy. Mong rằng quý vị nếu có nhiều thời gian đó, là Ly muốn đọc lên cái gọi là thư ngỏ đó, nghe trôi máu lắm quý vị. Đòi là nước Mỹ giúp Việt Nam thoát Trung nữa cơ. Mà trong quý vị nhớ đó, cái hàng của mình mà bán sang Trung Quốc bây giờ chỉ cần đóng cửa cái là phải giải cứu liền. Cái bây giờ thoát Trung kiểu gì? Thằng Mỹ nó còn muốn chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc 1.5 tỷ người, mà mấy ông cha này cứ đều thoát Trung. Thoát Trung thì mà cái người hiểu biết thì không sao, chứ cái lớp trẻ cứ bị cái cao tàu cộng nó ám ảnh. Bây giờ quý vị nghĩ đấy, quý vị đi bán buôn cũng chọn nơi nào đông khách để bán chứ. Giờ dân số nó 1.5 tỷ, cái nhu cầu tiêu thụ mọi thứ đều lớn. Nước Mỹ nó cũng cần cái thị trường của Trung Quốc, mà tại sao Việt Nam ở hàng xóm sát vách mắc gì cứ đòi thoát Trung, trong khi cái áo cái quần mình mặc vải từ Trung Quốc không chứ đâu, cái cọng dây thun mình buộc tóc, cọng dây thun mình buộc mọi cái cũng từ Trung Quốc chứ đâu. Thoát kiểu gì? Thoát thì mình thiệt chứ mình nó thiệt cái gì, đúng không? Mà cứ đòi là, hồi tối anh Hà nói một câu mà Ly rất là ưng, là anh Hà dùng cái câu mà tự nhiên giờ em không nói lại được nữa, mà em thấy anh nói rất là đúng. Anh đúng là một nhà làm kinh tế. Anh nói là chữa gì về gì thì áp dụng theo cụ Nguyễn Trãi, rồi cái ngoại giao thì áp dụng theo tư tưởng của Bác Hồ. Đúng đấy quý vị, là ở trong nước thì khoan sức dân, mà với gọi là vấn đề nội trị là lấy sự là coi trọng sức dân, vấn đề ngoại giao thì là như Bác Hồ, mình không coi ai là bạn hết, mà cũng coi ai là thù hết, chơi với tất cả, chơi với hết cả thế giới, cái đó mới là khôn. Mà cái này hồi tối anh Hà nói mà Ly công nhận là đúng đấy, không phải ai nhận ra được như anh Hà đâu anh à. Không biết anh còn ở trong này không, là cái vấn đề nội trị là anh Hà nói là mình vẫn đi theo cái tư tưởng của cụ Nguyễn Trãi. Không biết còn anh Hà trong này. Còn vấn đề ngoại trị là vẫn là đi theo cái đường lối của Bác Hồ. Đường lối của Bác Hồ là gì? Chơi hết với mọi quốc gia. Đó mới là. Và hiện nay nhà nước ta, quý vị thấy mà coi, nhà nước ta đang áp dụng y chang như vậy. Mà trong khi đó cứ đòi thay đổi.
Đúng rồi đấy, Khải Nguyễn Đình, củ hành, củ tỏi, tất cả nói thẳng một câu áo quần mình bận này. Quý vị rõ ràng quý vị mua mua cái nó đề ra ngoài là Việt Nam đấy, Made in Việt Nam đấy, nhưng mà quý vị phải hiểu này, sợi này, vải của Trung Quốc khác, chứ đừng có nghĩ rằng là đi ra đi mua cái quần cái áo họ may lên thấy đề Made in Trung Quốc, Việt Nam này, nghĩ là tôi là tẩy chay hàng Trung Quốc. Quý vị đã bao giờ đi tới chợ Đồng Xuân chưa thì biết à, cái đợt chợ Đồng Xuân nó biết giờ đã thay đổi chưa, chứ ngày xưa đi sống Hà Nội nó không bán lẻ vải á, toàn bộ cái chợ Đồng Xuân là vải vóc không à, mà toàn xe ở trong Nam ra nè, chở vải về trong Nam nè, chở cho cả chợ này, chở cho cả nhà máy nè, nó nhập về nè. Nhà máy nào mà người ta làm lớn á, nhà máy sợi, nhà máy dệt làm lớn là người ta mua thẳng từ Trung Quốc, còn những cái nhỏ nhỏ là người ta lấy qua ở ở chợ Đồng Xuân, tất cả đều từ Trung Quốc chứ đâu. Trong này thì đi không biết, mà trong này thì hình như chợ An Đông, còn ngoài Bắc á, quý vị cứ đến cái chợ Đồng Xuân đi. Cái chợ Đồng Xuân là vải bao la, vải ngập chợ, nhưng muốn mua một bộ may quần áo không có, không bán. Tại vì người ta bán từng cái ô tô mà. Thế bây giờ một cái thị trường có 1,5 tỷ dân, nó bây giờ quý vị nhớ chỉ cần dưa hấu thôi, đi ra tới đó là bị bão lụt hoặc là lạnh quá là nó kia không sang được thôi, hàng ở bên chưa bán được thôi, ở đây dưa hấu đổ 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 ruộng liền. Thanh long cũng thế, mọi cái đều thế. Mà trong khi cái những cái thằng già này này mang tiếng là trí thức, phó giáo sư, tiến sĩ, cứ đi đòi thoát trung, cứ đi đòi đa nguyên đa đảng, và nhất là những cái bọn trẻ và những cái bọn mà gọi là vọng ngoại ấy, và cứ thích ăn sẵn đó. Quý vị nhớ nhé, riêng ly mình cứ tưởng 10 kg gạo, rõ ràng mình đâu có ảnh hưởng gì đâu, vẫn tháng lãnh lương đều đều, lương vẫn bắn vào tài khoản đều đều, mà cuối cùng là từ hôm giờ là được 25 kg gạo rồi, 25 kg gạo cộng với bịch dầu ăn cộng với chai nước tương. Rồi hồi chiều á, hôm trước thì lãnh xong mang đi cho, nhưng hồi chiều lịch sự lãnh xong thì mấy anh bộ đội đang phát, mà cái anh hỏi là chị nhận, nhưng mà giờ chị không có, chị muốn nhường lại cho người khó hơn chị được không? Họ nói vậy nè, được chị thấy ai khó hơn chị cứ cho đi, chứ họ cũng nói là chị không ấy được thì để đây để nọ kia. Không, mấy anh bộ đội cũng như hai cái người của địa phương á, mà không quen Ly nha, Ly biết họ nhưng không quen nha, là giờ Ly nhận 15 kg gạo, Ly đang ngủ trưa họ để 15 kg gạo trước cửa nhà, chỉ yêu cầu đưa chứng minh thư ra họ ghi nào thôi. Ghi xong họ Ly đưa xong, Ly nhận xong, Ly bây giờ nói thật là giờ chị không có muốn xài, bởi vì chị muốn hỗ trợ cho cái hộ mà họ thất nghiệp và cũng chưa biết chừng nào họ đi làm, chị muốn mà cái hộ đó được Ly cho hôm nay tổng cộng nữa là 35 kg gạo và 1,5 triệu tiền sát nhà Ly, một gia đình giáo dân người Nam Định. Ly nói vậy để quý vị biết. Vậy là bây giờ quay lại là gì đây? Quý vị nghĩ coi, họ ngay bản thân Ly không ảnh hưởng mà còn được nhận từ cái này, chắc chắn là không phải ấy đâu, từ bộ đội phát, mà bộ đội phát thì chắc là của nhà nước rồi đúng không? Là con người như Ly vẫn lãnh lương không suy xuyển gì mà vẫn được hỗ trợ gạo, một cái chế độ như vậy đo gì nữa. Rồi bây giờ có người cũng nói vậy này, bây giờ nhốt ở nhà rồi lấy gì ăn, cái bây giờ phát gạo nhé, giờ gạo nhưng mà giờ không có tiền mua đồ ăn. Họ cứ được voi đòi tiên, quý vị rõ ràng đi làm bao nhiêu lâu nay, bây giờ mẹ trong nhà không có đồng ta, mà nếu không có nữa đi, ta có thể tạm thời mượn ai đó, mai mốt ta đi làm ta trả. Bây giờ cứ muốn chính phủ lo cho từ A tới Z, từ gạo, từ thịt cá, từ rau dưa, có ít tiền nữa để muốn mua gì mua nữa, như vậy mới là. Chứ còn nhốt tôi ở nhà phải phải cho tôi ăn chứ, không tôi ăn cái gì? Bây giờ ở nhà nước này muốn nhốt à?
Nhốt ở nhà vì ai? Nhốt ở nhà vì mạng, vì tính mạng của người dân chứ. Còn nếu không nhà nước cứ để ai chết chết, mấy ông giàu, mấy ông có tiền, mấy ông mắc gì? Cái chuyện nhốt ở đây phải hiểu là đang vì chính mình. Nhưng mà dân không hiểu, dân cứ nghĩ chính phủ nhốt, chính phủ phải lo ăn cho họ. Rất nhiều người dân có cái tư tưởng này. Mà chính vì những cái tư tưởng này cho nên như Duy Nguyễn á, Việt Nam nghèo vì có những thằng ngu như mày đó, đó. Duy Nguyễn hay dùng từ đó đó. Nói Việt Nam nghèo, đúng rồi, nghèo vì có những thằng ngu như mày đó. Mà đúng quý vị, Việt Nam không phát triển, chậm phát triển là cũng vì có những cái loại người đóng góp thì không đóng góp, mà cứ đòi há miệng lên yêu cầu chính phủ rót cơm vào miệng cho. Rất là ghét những cái loại người này. Người ta đã nói câu nói gì? Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà quý vị nghĩ coi, ngày cứ Ly cứ nghĩ một câu đơn giản này nè: ông cha mình hy sinh xương máu họ không tiếc, tại sao hôm nay mình tiếc những cái gì? Thế họ đơn giản, khi mà nghĩ như vậy là quý vị thấy rất là vô tư. Cái nữa là gì? Mình có ăn lúc này là hên rồi. Mình nhìn sang ở trong cái kênh Phượng Gali đó, mà nói về những cái người homeless bên Mỹ đó. Nó tại Mỹ sau cái dịch Covid, cái là cái lượng người vô gia cư nó tăng đột biến lên, vì họ không còn tiền trả tiền thuê nhà, họ phải ra, họ bị chủ nhà đuổi ra đường. Còn bây giờ á là gì? Họ đòi là họ không ở lại. Ở lại là chính phủ phải cho họ tiền ăn, cho họ tiền mua thức ăn, cho họ tiền, cho họ gạo, rồi phải cho tiền mua thức ăn, cho họ tiền trả nhà trọ. Còn họ về á là phải chờ họ về tận nhà, rồi nuôi họ cách ly. Họ đòi, mà rất nhiều người có cái tư tưởng này. Rất nhiều, Ly gặp rất nhiều. Họ có cái tư tưởng rằng, mà họ không hỏi lại từ lúc họ, từ xưa đến giờ họ đã đóng góp được ngàn nào cho chính phủ chưa? Không hề có. Không hề có, Ly khẳng định luôn. Những cái người mà đang lớn tiếng đòi hỏi là họ không hề đóng góp. Còn cái người đóng góp họ đâu có đòi hỏi, tại họ có rồi. Như Ly nè, Ly thì Ly suy nghĩ thấu đáo, Ly nói ô hay, từ nào giờ mình đâu có phải đóng góp được gì cho đất nước đâu trời. Cho nên thấy những cái ông như ông Phạm Nhật Vượng hay là như chị Nguyễn Phương Hằng ủng hộ cho nhà nước ta, hay là giúp đỡ cho những người nghèo, mình mừng lắm, mình biết ơn họ lắm. Nhà nước mình cũng chẳng giúp đỡ được, rồi cái người nghèo mình chưa có để mà giúp đỡ, mình chỉ lo được cho mình thôi. Cho nên mình thấy những người kia họ làm được cái việc mà mình muốn làm, mình biết ơn họ. Bởi vì có họ, những người nghèo mới đỡ khổ. Thế thì bây giờ, nhưng mà bây giờ mình nhìn xuống, thì ra không cần, chưa cần phải như ông Phạm Nhật Vượng, chưa cần phải như bà Hằng, mà chỉ cần có những người dân như mình là được rồi. Tự làm lấy ăn, không làm phiền ai. Mình không giúp được ai, nhưng ít nhất đừng có làm phiền ai, đã là yêu nước rồi. Nhưng không, cái lượng người mà ngày nay á, nhất là đợt dịch này á, mà họ muốn chính phủ phải lo cho họ từ A tới Z, giống như đây là cái cơ hội để họ đòi hỏi á, và được nhà thờ phát huy tối đa. Đây quý vị, nhà thờ bây giờ nó đang đăng lên, có những người giơ cái biển lên: chúng tôi chưa nhận được trợ cấp. Giơ cái tấm biển cắt tông lên, và nhà thờ nó chộp lấy để nó đăng lên. Đây, một chính phủ lo cho dân như vậy đây. Mà nó, cái những cái trường hợp mà trong nhà, mà nhà nghèo, thờ thằng gián điệp Trương Bổ Diệp, gạo mười mấy bao, thộp mì mấy thùng, đồ ăn đồ uống ngập ít trong nhà từng bọc, nó không đưa. Nó không đưa nha. Nó phải đưa cái người mà chưa nhận được trợ cấp, hoặc là có khi nó dựng lên rồi bắt đầu nó chửi chính phủ. Rồi những người dân khác mới ở công nhận nước ngoài người ta lo cho thế nọ thế kia, gặp những con mẹ giống như con mẹ dạy tiếng Anh ở trường Duy Tân nữa, cô thấy nhục nhã lắm. Có em nhìn sang nước ngoài đi, an sinh của họ thế nào? Em nhận được vaccine chưa? Em đã nhận được gì của chính phủ chưa? Hỏi như vậy một cô giáo, quý vị nghĩ coi, và nhà thờ cũng bóp đấy. Một cô giáo lo cho dân như vậy mà bị kỷ luật cho nên thế nọ thế kia. Nhưng mà tại sao không hỏi rằng là cô phải hỏi rằng từ nào giờ
Thế em học trò cô đang chất vấn đó, em đã đóng góp được gì cho chính phủ chưa? Và cô phải hỏi rằng á, những cái chính phủ mà lo an sinh tốt cho dân á, người ta đánh thuế của dân như thế nào? Rồi cô đấy phải hỏi rằng á, là bây giờ trong cái tình hình dịch này tại nước Mỹ có cái tình trạng người dân ra đường không? Có hết đúng không quý vị? Mà không. Cho nên là những cái này á, không phải là mình đẩy ra đâu quý vị. Phải nói để chi? Cho những người mà bị lôi kéo á, cái kẻ mà họ đã cố tình là mình thay đổi được nữa. Cái kẻ mà cố tình giờ cái gì cũng chính phủ tệ, chính phủ dở, giờ chính phủ xấu. Những cái kẻ đó là hết thuốc chữa rồi. Mà thậm chí họ đi tù, bắt họ đi tù xong về họ còn được lên số má cơ. Quý vị để ý cái con Nhiên Nhiên nhỉ. Bây giờ là gì? Cựu tù nhân lương tâm. Trong bọn nhà thờ bọn Quả Đen nó đăng lên cái hình con cái ảnh con Nhiên mà con này là người Hải Phòng mà chống phá đất nước rồi đi tù về 4 năm mà Bảo Trâm có đưa lên, giờ là được nhà thờ cứ cứ đặt cho cái biệt hiệu là cựu tù nhân lương tâm, là thủ lĩnh chống cộng đó. Đó quý vị thấy, cứ đi tù về xong chúng nó còn lên số má. Mình nói để cho những người thân, để cho những người dân họ hiểu ra. Rồi mỗi một người mình nói với những người thân, nói với bạn bè, để cho người thân bạn bè giáo dục con cháu vân vân làng xóm ở đây thấy không, tốt như vậy rồi đó. Cái gia đình giáo dân sát vách nhà Ly nè, vợ chồng người Nam Định vô đây đều như vắt chanh cuối tuần đi nhà thờ, ok, đều như vắt chanh cuối tuần đi nhà thờ. Từ hôm dịch tới giờ chưa được một bó rau của nhà thờ, chưa được một ký gạo của nhà thờ. Ly sát vách Ly biết, chính vì không được cho nên Ly á, là quan tâm, tại vì họ ở nhà trọ. Ly không những quan tâm cái ăn cho họ mà Ly còn nghĩ tới là họ ra sau khi hết dịch họ đi làm họ còn phải đóng tiền nhà trọ mà những cái tháng này họ đang còn chưa trả. Chính vì vậy cứ Ly ưu tiên nhà đó, Ly ưu tiên gạo Ly cho đó, tổng cộng hôm nay Ly nói lại là 35 kg gạo rồi. Chưa kể họ nhận được nữa. Tiền là Ly đưa cho 1,5 triệu rồi. Là Ly nhắc lại nhá, cái gạo là Ly xin được nhá. Tiền Ly xin được nhá, chứ Ly hoàn toàn không hề bỏ tiền túi của Ly ra nhá. Ly không bỏ tiền túi. Lý do là Ly đã nói rồi. Ly có cái ăn mà Ly không có giúp được ai thì những cái Ly có được Ly sẽ bớt ra để cho họ. Đó thì mình nghĩ là rồi bây giờ yên tâm, nhà đó bây giờ là có gạo lắng lo nữa rồi. Bây giờ ai có được đồng tiền đồng bạc nào mà Ly có dư, chỉ cần có dư thôi, hoặc là như hồi nãy có cô nó sẽ gửi Ly 300 đô thôi, 300 đô đô Canada hình như 1,7 triệu, Ly sẽ đổi về để gì, con người ta vô học mình cho con người ta dăm trăm 1 triệu mua sách, mua quần áo, mua đôi dép. Rồi xong rồi cái nhà nhà nào đó mình cho dăm trăm để họ có con, họ mua cho con bộ sách vở, đôi dép, mua bộ quần áo. Là Ly làm như vậy đó, tánh Ly làm như vậy đó. Và để chi? Để cho chính phủ đỡ gánh nặng thôi. Để cho chính phủ đỡ gánh nặng. Người dân, chính phủ không thể lo hết cho dân được, tại chính phủ muốn lo phải có tiền. Thôi thì bây giờ chùa chiền họ cũng làm thiện, những nhà có ăn họ cũng bỏ ra tiền để họ đi giúp đỡ, thì người ta có tiền người ta làm hàng tỷ tiền, tỷ tiền, trăm triệu. Mình không có tiền mình làm cái nhỏ nhặt, cái nhất mình phải đi đâu hết, mình giúp hàng xóm của mình. Đó là cách làm của Ly, thế thôi nha quý vị, nghỉ nhá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Ly nói, chúc cả nhà ngủ ngon.